Thưa quý vị, Thứ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Trung tướng Lương Tam Quang nói rằng thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá nhà cầm quyền Cộng sản, bôi nhọ và muốn lật đổ chế độ. Ông Quang nói thế lực thù địch hiện nay ráo rất kích động bất mãn xã hội để gây rối trong hội nghị ngày 23 tháng 6, lấy ý kiến đóng góp của các bang bộ vào dự bản thảo bản báo cáo chính trị đại hội đại biểu lần thứ 17 của Đảng Bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ năm 2020-2025. Năm trong bài phát biểu của mình ông quang nói có ba thách thức đang đe dọa đến an ninh chính trị của chế độ cộng sản việt nam thứ nhất là âm mưu hoạt động chống phá gây bạo loạn lật đổ do các thế lực thù địch thứ hai là nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên biển đông gắn với những thách thức trong quan hệ với các nước lớn thách thức thứ ba là nguy cơ tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với sự suy giảm lòng tin của người dân Ông cũng nói rằng nhà cầm quyền Cộng sản tiếp tục các chính sách cai trị xã hội bằng công an và quân đội. Những lời phát biểu của ông Lương không có gì đặc biệt vì lượng công an Cộng sản có truyền thống vẽ ra đủ loại kẻ thù để trấn áp dân chúng trong nước và tạo ra nhiều dự án chống kẻ thù vô hình nhằm tiêu tiền thuế của dân đồng thời lấy đó là cơ sở viết báo cáo thành tích để tăng cấp tăng lương. Ngày 15 tháng 6, tại phiên họp của Quốc hội Cộng sản, đại biểu trương trọng nghĩa nói không nên đem thế lực thù địch để công kích những người phản biện